Tiến Linh trải lòng về những lời chỉ trích ở SEA Games 31. Một giải đấu cực kỳ khó khăn, Tiến Linh với khuôn mặt hốc hác vì mất nước đánh giá về những trận đấu tại SEA Games 31 vừa diễn ra. Nhìn hình ảnh, Tiến Linh hét lớn cảm ơn tất cả mọi người sau khi cùng đồng đội đánh bại đại kỳ phùng địch thủ U23 Thái Lan. Mới thấy Tiến Linh được giải tỏa thế nào? Là tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam, Tiến Linh tham dự SEA Games với tư cách là một trong 3 cầu thủ quá tuổi. Vai trò của Tiến Linh là rất quan trọng trong mặt trận tấn công. Sự kỳ vọng quá lớn khiến người hâm mộ khắt khe hơn với Tiến Linh. Chỉ cần Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội, xử lý bóng hỏng là có người đòi thay Tiến Linh ra ngoài. Thậm chí, sau trận bán kết với Malaysia, nhiều cổ động viên quá khích còn chạy theo xe buýt của đội tuyển hét lớn, yêu cầu huấn luyện viên Park Hang-seo không cho Tiến Linh đá chung kết. Chia sẻ với Thanh Niên, Tiến Linh cho biết, tôi cũng có xem những đánh giá về mình ở trên mạng xã hội. Có người thì động viên nhưng cũng rất nhiều người hoài nghi. Thực ra, tôi coi những người hoài nghi, những lời chỉ trích là động lực phấn đấu, quyết tâm thi đấu tốt hơn. Những lời động viên lại là niềm tin để Tiến Linh để thi đấu tốt hơn ở SEA Games lần này. Trước trận mở màn SEA Games 31 với U23 Indonesia, Tiến Linh cũng gặp một số chấn thương nhỏ, trong đó, chấn thương ở háng khiến Tiến Linh khó chịu nhất. Chấn thương không có gì nghiêm trọng nhưng khiến tôi không có cảm giác bóng tốt nhất trong những trận đầu tiên. Điều đó khiến những trận đấu ở vòng bảng không thể ghi bàn nhiều nhưng tôi vẫn quyết tâm thi đấu để đội có những chiến thắng quan trọng. Sau đó, sức khỏe của tôi đã tốt hơn và tôi đã ghi bàn ở bán kết, giúp U23 Việt Nam chiến thắng, Tiến Linh cho biết. Sau chiến thắng đầy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần gian nan ở SEA Games 31, Tiến Linh hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, gặt hái thêm những thành công. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!